chào 6 mỹ nhân xinh đẹp. Ôi em chào chị đừng ngã quỵ, đừng ngã quỵ nào, còn có tụi em, còn có tụi em. Không biết là tại sao có một thí sinh của chúng ta là ngã quỵ vậy? Khá là lâu rồi Quỳnh Anh và anh Tim chưa có tham gia một cái chương trình gì cùng nhau. Kể cả chúng tôi không chụp hình cùng nhau, không post lên bất kỳ một cái mạng xã hội nào. Nói chung là trong vòng khoảng từ 2 đến 3 năm nay thì khán giả chưa bao giờ thấy được hình ảnh Tim và Chu Quỳnh Anh cùng một lúc, ở cùng một thời điểm, hay cùng một tấm hình, hay cùng một cái show nào hết. Và thật sự tôi đang rất là bối rối, không biết là tôi có nên tham gia tiếp cuộc thi hay không với một cái MC như vậy. Tôi thì không có nghi ngờ gì về khả năng MC của anh ấy hết, nhưng mà trong show này thì có những vấn đề, nó cũng nói chung là khi mà tôi ở gần anh ấy có những điều tôi không có được thoải mái cho lắm. Tôi không biết là tiếp theo sau đây tôi sẽ phải làm gì, và bây giờ đang rất là băn khoăn bối rối, và những cái cảm xúc đó của mình hiện tại bây giờ vẫn không thể nói nên lời được. Các bạn có sự lựa chọn riêng nào không ạ? Bây giờ nhìn như vậy không biết được là anh nào hay khỏe bây giờ nhất. Mình cảm thấy host của chương trình có một chút xíu gì đó là hơi thiên vị á. Mình muốn hỏi nhưng mà đã không cho hỏi rồi. Em có sự lựa chọn khác nè. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào. Anh ơi, bạn này có sự lựa chọn khác. Chúng ta không nói nữa. Thế chưa, lúc nào cũng bị vậy luôn á. Mình cũng không biết được là những cái đoạn sau thì anh ấy sẽ xem mình như những thí sinh khác, để mà mình có thể dễ dàng để tham gia cuộc thi hơn. Nếu mà mình thấy khó quá thì có nhờ MC giúp đỡ được không? Ra ngoài chị.